Thành phố Thủ Dầu Một có một quán cơm đặc biệt mang tên Nụ Cười Bình Dương. Thực khách đều là người có thu nhập thấp, cụ già neo đơn, người bán vé số lao động khó khăn. Phần ăn ở đây đầy đủ rau, cá thịt chỉ với mức giá là 2.000 đồng. 2, 2, 4, 6 là sơ chế, rồi 3, 5, 7 mới bán, chứ còn giờ dưới là gán khắc phục khó khăn là sắp tới là mình phải đổi hướng. Từ hiện nay là bà con mà người ta cũng là khó khăn quá, cho nên là đổi là tính làm thêm. Nhưng mà vấn đề mà những người hỗ trợ từ thiện thì người ta cũng ít, cũng khoảng có 10 người, cho nên là cô chưa có bày ra thêm được. 10 người ở đây, đó là những nhân viên được tăng cường đến phụ bếp từ phía đơn vị tài trợ cho quán ăn này. Trời ơi, quá tốt rồi. Chứ giờ ai bán em 2.000, ăn thì thịt gà có, thịt heo có, nói chung là ăn ngon. Phần cơm đồng giá 2.000 chỉ là số tiền mang tính tượng trưng. Theo nhận xét của cụ ông Trần Văn Chánh, thì người lao động đã có được một bữa trưa no, hỗ trợ phần nào cho việc tiết kiệm chi tiêu của bản thân trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Bên dây số, dân làm công ty ở nhà trọ, họ khổ lại đây. Nói đúng là bữa vậy bữa khác cũng được, có bữa rồi nấu cũng hơi mặn. Với gạo, nó đúng gạo thì đây con về thì gạo nó có một khi có khi ngon, có khi không ngon. Mình đâu có 2.000 đâu hỏi gì. Trao đi nụ cười là trao đi niềm vui, niềm hy vọng. Bà Nguyễn Thị Mai giải thích vậy về cái tên của quán. Mấy cô là cái quan niệm là người ta đã khổ rồi, tới đây để mà phải dù người ta nghèo khổ, thì tới đây lúc nào cái mình cũng phải là tiếp xúc với người ta, thì mình cũng phải gán. Có nghĩa là mình phải là lúc nào cũng phải nở nụ cười với bà con, cho người ta đừng có cái mặc cảm. Quán cơm xã hội Nụ Cười Bình Dương tọa lạc ở địa chỉ số 551, đường 30 tháng 4, khu phố 8, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Quán phục vụ các phần cơm trưa ăn tại chỗ với giá chỉ là 2.000 đồng.